trồng không cho phân không tưới thì sống làm sao được. Ủa chết rồi này. Chết đâu mà chết. Những cái cành nó chết thì nó chết, nó lên nó mới lên đây, không thấy chỗ này nó tươi đét gì à? Đừng bè nữa. Ôi, ủa chết rồi, nó thiếu nước anh. Ủa. Nó cái cành khô nó khác khô cành cành mọc đó đấy, em không nhìn thấy những cái mọc mọc đây à? Rồi nó cũng chết thôi này. Nhanh. Chán thật, bỏ mất chăm sóc cho nó cái cành. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với Audio TV các bạn. Một buổi sáng tại nhà mình các bạn. Hôm nay thì hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ra ruộng sáng nay. Nhưng mà đến đây thì bắt gặp cây vải thiều các bạn. Nó mọc quá rất là nhiều. Cây vải này bị ốp nhiều quá, ăn bớt đi không kìa. Mấy lần nó ốp hết. Đây này. Cái cây này thì là cái chỗ mà để cho bọn gà nó ở ấy các bạn. Nó ở mòn hết cái thân cây. Bọn gà nó ở mòn hết. Nó trèo lên đây ngủ đây này. Muốn bắt gà thì phải trèo lên cây này. Năm nay thì có vải. Chín chưa? Cây này đừng bứt cây kia để chín ăn. Ui hồ ngọt thế. Xin mời mọi người. Ngon. Mới nó về là cây vải ông bà ngoại ăn được rồi đấy. Đấy, lấy cái cành đấy. Chín à? Chín à? Hôm nay hai vợ chồng sẽ đi ra ruộng làm cái rãnh thoát nước để cho nước ruộng nó đi các bạn. Để cho nó khô mấy hôm nữa sẽ gặt các bạn nhé. Thường thường thì cái tầm này này, lúa bắt đầu ngả vàng, bắt đầu cúi rồi thì sẽ đi xả nước để cho nước nó cạn và khi đó ruộng nó sẽ khô các bạn. Đến khi mình gạt thì ruộng khô và không bị bùn nữa. Trời ơi, anh nhìn này gà ỉ à? Gà hả? Ở đây nhiều quá ỉ à? Ỉ thành một bãi to luôn đúng không? Thì trồng từng núi à. Ngọt thế nhở? Cây này chưa anh trồng ấy. Thế anh chồng, bố chồng nghe được. Anh với bố chồng mà. Đi. Này, chùm này. Ngon quá. Mẹ ăn nhiều bị say ấy. Tầm mùi gõ xít thôi. Đây này, cào đây Thúy. Đấy, anh lấy đi. Có cào này mà. Lấy cho em nữa, cả em phải chạy đấy lấy nữa. Thường thường thì sẽ lúa bắt đầu ngả vàng nghe này các bạn. Bắt đầu cúi như này này. Thì sẽ xả cái nước nó đi. Đó, sẽ đổ cả một cái rãnh như này. Chấm nước nó đi và nó khô. Đến lúc mình gặt thì nó sẽ khô các bạn nhé. Và không bị bùn lầy nữa. Đây là trên mình làm như thế. Ở dưới nhà ngoại có làm thế không? À không. Vẽ luôn từ lúc cấy rồi. À. Ý là sẽ để từng lối này.
Ở đây nước nhiều hơn, nhưng mà rẽ như thế thì làm sao mà lấy được. Ồ, đến lúc anh cấy, anh cho cát vào bao tải đi, anh làm 1, 2, 3 đường ở ruộng này. Nó chảy từ lúc đấy đến lúc nó ấy luôn, lúc gặt luôn. Nó sẽ thành rãnh luôn. Hay làm một lối nào thì? Một lối này thì? Mỗi đám một lối à? Mỗi đám một lối. Đào đi chị. Không có vậy à? Chỉ một đoạn coi cái cống ra. Đừng có nhìn. Thằng Thùy hay làm màu đó các bạn. Toàn làm màu rồi. Đào được hai cuốc bắt đầu. Xong rồi nhìn. Em làm được, khổ quá. Em nhìn anh nó làm gì. Làm thật dư. Đây là ngày xưa đi làm ruộng sắt. Làm màu đâu. Thực tế đấy. Thực tế luôn. Cần đường ạ. Quấy cổ. Cái đáo này không thấy cái ếch nào gì. Hôm qua sớm lấy thuốc cho mẹ đấy, buổi đêm ấy. Có ếch ở chỗ ao tó mản to này. Ui sao đến thế. Tối nay lấy nhiều về không ngâm. Cô cái đấy ngâm thì để lại rồi. Đây người ta gọi là ngâm rồi. Đây người ta gọi là chưa già đã bị hút. Con dâu này còn hơn cả ông. Con dâu này khéo, 60 tuổi là bắt đầu. Ôi. Không đến 60 tuổi nữa. Bắt đầu. Ui, hút đau. Đau này. Đau này. Đau này. Đau này. Cô phải bán đây này. Ra chưa? Thật ra mình nghèo thật đấy. Thế là tôi không cho con cho thật đấy. Lười khổ ấy. Nhận cứ biết nhận. Hoa vẫn khác mà. Nhận cứ biết nhận. Đây mấy cái điền đã ăn hết hai phần đấy. Di chuyển lên đám ruộng to các bạn. Đám ruộng này mới dài này, bây giờ mới bắt đầu vào làm. Thường thường là nếu mà làm cái rãnh này đấy thì chắc chắn là sẽ có cò đến ăn các bạn. Trước kia thì mình hay bẫy cò là làm một cái làm mấy cái bẫy ở vào cái rãnh này này. Thì khi mà cò đến nó đến nó tìm ăn mà nó đi qua cái đường đấy thì nó sẽ chui vào. Kìa làm từ chỗ kia kìa, nước xuống chỗ kia mà. Làm theo cái bờ này đi này thiếu. Nó dễ à? Làm theo cái bờ để đang làm cái đất cỏ. Thì mới có ống này. Ống đi đâu đi ạ? Ống thì đây này, nhưng mà ấy có thể bồi hết rồi. Ôi, nó đứng. Hỏng rồi. Trước kia đó là cái ống từ trên này nè. Từ đây xuống cái gì? Từ cái chân em này. Luôn này anh. Đố. Cá này. Đố. Đấy. Chạch này. Ô, con chạch. Tứ. Trong này, trong này. Hả? Đấy, trong đấy mà. Trời ơi.
trong. Con trạch to đấy. Cao đi. Ốc này, ốc này trước mình nuôi này. Ốc vàng nuôi cơ là. Đấy ốc, đấy ốc vàng đâu, ốc giấy à? Ốc giấy thì để nó. Hôm nọ thả này. Đi đi mẹ. Để bảo ở đây là nó. Đây này, ốc này. Ốc bìu vàng á. Bìu vàng đâu mà bìu vàng à, ốc ốc giấy à? Xem nào. Giấy đâu mà giấy à? Bìu vàng à? Ốc bìu vàng nó có lỗ mà. Đây. Để ốc bìu vàng nó có cái lỗ ở giữa này này. Không biết phải lắm. Nóng quá. Về nhà đi cô Bin, chỗ đây nóng lắm. Lấy nước về cho bà Khoa à? Uống hết đi. Không, không uống. Để anh đặt không cao. Thế anh cào đi, em nhổ với thím. Nhăn gó mon về ăn đi. Ô. Hả? Ngứa ăn đi kìa. Ngứa đâu rồi? Lấy chỗ nhà bà Kiều ấy, non mà. Ngó mon mà, cái trôi trôi ra vào đây nè. À. Ừ. Cái ngon mà. Đây rửa bát, rửa đầu. Rửa đây nè, chay. Cái đây là lạc quán. Có không? Có. Từ nãy đến giờ nhặt được nhiều ốc giấy lắm các bạn. Hôm rồi mình thả, bây giờ nó ra này này các bạn. Bây giờ nó phát triển ra cái ruộng này này, nhiều lắm. Không biết là có con to, con bé thì mình sẽ thả lại thôi. Nếu mà nó có con to tầm này nhiều nhiều thì mình sẽ nhặt về làm một bữa. Ô đây này. Ô nhiều ấy chứ. Chứ qua mình không nhặt thôi. Ở đoạn trên này còn có nhiều này. Đi chứng tỏ cái ruộng trên này nhiều. Ôi giời, mình thả xuống nhiều lắm các bạn. Bây giờ nó mới phát triển này. Cầm. Nếu mà được nhiều thì anh không thể thả tiếp. Anh ơi, anh cuốc lên bao nhiêu kìa? Đấy, đây đây, đây. Đoạn trên này nó còn nhiều. Đâu? Đây không phải con ốc à? Hồi trước con bé đi móc lừa nó ở chỗ này đó, đúng cái đoạn này đó, móc vào cái lỗ cầm kéo ra hẳn một cái hả mấy con rắn chạy một phát đi về nhà vui chăn vào luôn à, chạy phát là tại đây kia mà mới hoàn hồn được mà dã man. Đoạn này nó nhiều cá trạch lắm chứ bây giờ này. Bây giờ cuốc nó chắc vẫn có lươn đấy. Hôm qua là có nước này mình không nhìn thấy đâu. Nhổ ở thiếu qua. Cuốc cái này. Chúng ta thích nhặt ốc hơn. Ô, được nhiều ốc này. Đi lấy rổ, đi lấy rổ. Đi về cái nào to thì mình chén. Cái nào bé thả tiếp. Ừ. To chứ. Có nhiều này. Đấy, Ado bắt đầu gác cuốc kiểu gì, thú vui mới rồi đấy. Nhưng mà chắc đợt này có nước thì mới có này à. Trên kia có nước mà. Đang làm cái nước ruộng thì đi bắt ốc. Ốc bây giờ nhiều lắm các bạn đây này. Ấy. Ốc giấy chứ không phải ốc vàng đâu các bạn nhé. Ốc này gọi là ốc giấy. Trên mình gọi là ốc giấy. Hoài na. Hôm rồi mình thả ít thôi mà. Bây giờ nó ra nhiều. Ú đằng này này, chính qua này hiểu. Quả này to này hiểu. Ô.
Bây giờ phải tranh thử nhặt ốc đã, không tí nữa là mình làm nước là nó đục ấy. Không nhìn thấy. Ôi con cá trạch anh ơi. Đâu? Đây này. Con cá này còn sống luôn. Bắt đi. Bắt được không? Em có bắt đâu. Cá chê nào ấy. Đâu để xem nào. To lắm. Đây, 3 ngón tay, 2 ngón tay. Đâu? Đây này. Ôi, to mà. Cá gì? Cá trạch ơi. Hờ, chất tim. Bắt cho. Cái này. Anh phải đón đầu đi. Không, đón lên trên kia đón đầu đi. Thấy không? Ồ. Cái chanh đâu, cái theo đuôi à? Ui, ui, đây này. Ui, ui, ui. Trông, đâu rồi ta? Bỏ cái này ra đây. Ui, ui. Cá treo đôi hả? Cá treo đôi, thế nó đi ấy đấy, nó đi nhanh lắm ạ. Con nó lặn xuống dưới à? Không ạ, nó ở quanh đây rồi. Một đực mình chưa thấy. Chết rồi. Hôm nay có sao nhượng nào đây? Ở đây. Đây được chưa? Từ từ, à, go. Tá hết cả lúa. Còn đây. Đi kia rồi. Đấy, ra ngoài rồi. Anh lấy tay em hất nó lên bờ đi anh. U, đằng này nhiều ốc lắm. Lấy tay hất nó lên bờ đi không nhặt. Thấy nó đi đâu? Rãnh nước đã xong các bạn. Bây giờ đi tìm nhặt ốc. Vừa rồi dưới kia là ốc vàng nữa các bạn. Mọi người không biết, không phân biệt được. Ốc vàng thì nó, để tí nữa mình tìm con ốc kia mình sẽ cho các bạn phân biệt ốc giấy và ốc vàng. Đâu em tìm ốc trên kia, nở ở trên này này, tìm phân biệt được luôn mà. Con này ốc vàng không? Hóa ra là ông chắc ốc vàng nhỉ? Hả? Hóa ra là chắc ốc vàng. Nhặt cái này nhưng có đồ ăn hết phân rồi, tao muốn là tưởng là tốt lắm, có tốt nha. Thế mà lấy cái này về ăn á, ngó mò này, đấy cái này này. Cái này tươi không ăn ngon mà. Nhặt về ăn đi. Có đâu. Nhiều lắm. Đây. Đây này cứ ở quanh bờ có mà. Cái biển này vứt xuống ao cá nó cũng ăn mà. Ăn. Một biển. Cuối cùng cũng xong cái rãnh nước các bạn. Để thoát nước, mấy hôm nữa gặt cho nó khô. Ở dưới này, cánh đồng bắt đầu vàng các bạn. Các bạn lên Tây Bắc dịp này thì sẽ bắt gặp những thửa ruộng chín vàng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Lên đây chơi. Còn đây là bữa chiều ngày hôm nay của gia đình mình các bạn. Đó chính là ngó mon. Mình vừa đi nhặt về, đoạn này nó tốt quá. Nhặt về, còn những con ốc vừa rồi thì ốc giấy thì được ít thôi các bạn.
nhặt nhầm mấy cái nhiều con ốc vàng quá, không chọn nữa. Thế là không mang đi nữa các bạn, không lấy nữa. Thủy thì lại đi vặt vải thiều ăn rồi. Cái vải này đằng kia nhìn không rõ đâu các bạn, nhưng mà đằng ra đằng ao này nhiều lắm, sai cực kỳ luôn. Sai lắm các bạn. Chín đỏ hết cả vùng. Thì Thủy lên vặt trong chốc nữa về ăn. Bây giờ về tước cây này đã, tước cái ngó mo này nó lâu lâu mà. Bây giờ phải làm sớm. Rồi, bây giờ thì đi về. Yeah. Lên thu hoạch vải thiều các bạn. Vừa rồi hai vợ chồng mình vặt rồi nên là bảo là nếu mà không vặt thì tối nay hoặc là ngày mai thì bọ xít nó ăn hết. Hoặc là con rơi rơi nó ăn hết các bạn. Vải thiều cũng chín rồi. Ồ, chỗ này sai thực sự luôn. Này. Ấy. Cái này không phun thuốc gì đâu các bạn nhá. Nhà mình cứ để đấy cho nó tự mọc, nó ra quả để ăn, nó không ra thì thôi thôi. Có năm được mùa, có năm mất mùa. Còn cái chỗ này này các bạn, các bạn có nhìn thấy những cái cây mà nó có vết vết đây không? Những con gà nó ngủ trên này mòn hết cả cái khu vực này luôn. Đây này. Để bắt được nó thì mệt lắm, phải trèo lên tận ngọn này cơ. Thôi, bây giờ thì vặt vải thiều đã. Vặt đem nhiều nhiều về để ăn. Đây. Đây nó phân nó xuống này, trắng hết cả cái khu vực này này. Nhiều dã man. Con gà này. Ở trên đấy, đấy anh ơi. Hử? Ngọn gốc lên cho anh kìa. Đâu? Ngọn gốc á? Thì bảo vặt ngọn gốc để ăn các bạn, để xào ăn. Ok, bây giờ vặt ạ. Vừa vặt vừa ăn các bạn. Vặt hết cành đấy đi. Nhiều nóng quá. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ vặt. Ô này, ngọn gốc này. Ê, em mang vào đấy. Ui. Cái biết ồn ào quá, ở dưới vườn có nghe thấy. Hết chưa? Cành em vẫn còn mà. Ui cái chỗ này mới nhiều cơ. Nhưng mà chắc lấy bằng này đó. Để mai ăn tiếp. Nhưng mà sợ không vặt mai nó tiêm chích hết này. Hả? Tầm 3 ngày trở về. Tầm 3 ngày nó không kịp ăn đúng không? Ê, chuẩn bị vặt cái này xong đi về đi. Lấy đi cho ông mấy cái đâu. Cái gì đâu không ăn được đấy. Tự mà. Ôi bóc rồi mẹ, kẹp bóc cả hạt. Cái này hạt ra mà. Bóc rồi rất hết đi. Chùa lắm, tiệt. Ông ơi, cái vải thiêu. Cũng ngon đấy nhỉ. Ngồi thì ngồi. Bẩn cơ. Thank you.
Về đây hồ vặt vặt ngó mò đi. Con quà thì không ăn, ăn lá làm gì nhỉ? Ăn lá nuốt xong hóc. Bin nghịch thật đấy. Cái ngó mò này mình sẽ tước nó đi và ngâm màu cái nước muối các bạn nhé, để cho nó đỡ bị thâm. Bóc đi làm vài đá cho mẹ. Cây vải nhà mình sai thật nhiều lắm. Chiều đi vặt ý để biếu ông ngoại một tí. Cái ở ngoài có cây vải to luôn. Cái nhán. Ở đâu? Trước cửa này. Cây nhán rồi. Cười cái gì? Cười cây nhán. Đấy. Đấy, mẹ để riêng rồi đấy. Chơi đi. Ăn. Mẹ cho nó ăn lá mẹ ơi, nó nuốt xuống cổ đấy, chứ nó hóc ấy. Con ăn cắp không hiểu biết đâu. Con Ăn lá cái gì? Lá bỏ hết. Bao về cho vào. Bin. Loanh quanh nấu cơm mãi các bạn. Vừa rồi thì không ghi hình được trong lúc nấu món ăn. Hôm nay thì đây bữa cơm đã xong rồi. À, những thứ đi ra ruộng lấy được luôn. Đây chính là canh mon các bạn. Canh mon. Cái này canh không các bạn nhé, nếu mà có da trâu tuyệt vời nữa cơ. Nhưng mà cái này có canh mon về lá lốt thôi, với cho mẻ các bạn. Chập chéo. Đây là gấc các bạn. Ngọn gấc xào tỏi. Và đây là lòng bì gà xào với là măng. Măng nứa đầu mùa ấy các bạn. Mấy em nữa ơi, sắp đến mùa măng nứa rồi. Bây giờ nó còn bé, mua được một tí mang về xào với lòng gà. Thêm lạc nữa các bạn. Ăn cơm. Ông bà thì ăn cùng nhau các bạn nhé, để ông bà ăn cùng nhau. Giờ này ông khỏe một chút rồi, ông bà ngồi cùng nhau các bạn. Giờ bây giờ ăn cơm rồi, bữa trưa. Cũng ngon phết nhỉ. Đầu tiên mẹ cứ bảo ngứa nhưng mà không phải đâu các bạn. Biết nấu rồi không ngứa đâu. Cô Vin thì bắt đầu buồn ngủ các bạn, giờ trưa rồi. Ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi. Cho nó đi chơi trong quang đi. Cho nó lấy đi tắm bây giờ. Làm một tí canh mon. Nóng không phải tắm đâu. Mình rửa tay thôi. Ôi, ngon. Nghe ăn với cơm tuyệt vời. Không. Cạp lối. Ngon quá.